Rồi, mình giới thiệu đi em. Dạ, em trải qua một mối tình kéo dài 4 năm. Chia tay khoảng 3 năm mấy, 4 năm rồi chị. 4 năm cũng dài, sao lại chia tay vậy em? Tại ảnh tán quen hai người đó chị, cho nên chia tay. Dạ, quên hẳn rồi chị. Quên hẳn phải không? Quên hẳn mà sao nhắc tới thấy còn buồn buồn vậy? Tính của em dễ xúc động lắm cho nên nói chút xíu là khóc à. Vậy hả? Vậy ưu điểm của bản thân em với khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm người khác, chịu khó. Còn nhược điểm của em là mọi người nhận xét em ít nói. Em hay sống nội tâm, hay suy nghĩ lắm chị. Một chuyện mà em có thể suy nghĩ từ sáng đến chiều. Trời, cô này có vẻ là mộng mơ suy tư lắm đây nè. Định chừng nào mới kết hôn? Dạ, chắc cũng khoảng 1 năm, 2 năm nữa chị, qua tuổi 26 chị. Có kỵ tuổi nào không? Dạ không, nếu hợp thì cưới thôi chứ em không có quan niệm tuổi tác lắm. Rồi bên đây có ưu điểm gì, khuyết điểm gì kể cho bạn nữ nghe luôn đi. Dạ, ưu điểm của em là em có khiếu hài hước. Em hay hát. Xí xí, hay hát, hát có hay không? Hát một bản đi. Dạ, hay hát nhưng mà đâu hát hay chị. Kệ, hát nhưng... vui là được rồi. Em hay nghe nghe hát bài Đời Tôi Cô Đơn lắm. Được vì... rồi, cũng được luôn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dàn. Yêu ai cũng lỡ làn. Mặc dù rằng tôi chán lối chi. Được rồi, được rồi, được rồi. Mình có hiểu rồi. À, bạn gái mình bây giờ mình có đặt ra một chuẩn mực mẫu người bạn trai mình muốn tìm là như thế nào không? Dạ, về ngoại hình thì em muốn người đó cao hơn em, biết cách ăn mặc sạch sẽ, không có mùi hôi cơ thể, không đẹp, không còn đẹp trai lắm nhưng mà phải dễ nhìn và có duyên. Còn về tính cách thì em thích người đó giống tính của ba em, tính tình phóng khoáng hay giúp đỡ người khác nên em muốn bạn trai em cũng giống như vậy. Có điều nào em tối kỵ với người đàn ông không? Em không thích không? Keo kiệt và lừa dối. Rồi bên nhà trai thấy sao? Keo kiệt không có rồi đó. Lừa dối? Dạ không. Không luôn. Rồi, mình có tật xấu gì? Em hay quên nhiều cái ưu điểm của mình. Hay quên. Bạn ưu điểm nhiều lắm đúng không? Mình quên mình không nói ai nghe chứ đúng không? Giờ mình lấy giấy mình ghi ra, dễ thôi. Còn tật gì nữa? Em hay nóng tính à. Không thích phụ nữ như thế nào? Em thích phụ nữ thì tóc ngắn, cao trên 1m6, da trắng một chút. Da trắng như bạch tuyết, tóc đen như gỗ mung ha. Da đen như gỗ mung, tóc trắng như bạch tuyết được không? Trời trời. Nó cũng đủ hai vế mà nó hơi ngược chút thôi. Dạ cũng được ạ. Dễ chịu vậy luôn á hả? Chắc... sao bước qua đây có cái mùi kỳ kỳ vậy ta? Mùi cơ thể. Không phải mùi tụi em đâu chị. Em lấy giờ đủ thừa hả? Chối bỏ trách nhiệm. Đủ thừa qua đây. Em quên cả là em cũng hay có tính đổi thừa lắm á. Vậy luôn á hả? Dạ. Đã có kế hoạch gì để tiến tới hôn nhân chưa? Quyết định tới hôn nhân là quyết định lớn, không nên quyết định hai lần trong cuộc đời, cho nên mình phải có thời gian để mình tìm hiểu kỹ về nhau và có thời gian thích ứng với nhau. À, nếu lấy nhau về thì hai chồng mình ở đâu? Thì em đang ở nhà riêng thì về nhà em ở thôi. À, có ba mẹ không? Còn ba thì cũng gần gần nhà em. Ủa, nhà em mới mua hả? Dạ, mua cái tay 2 năm rồi. Rồi, cảm ơn, vậy là yên tâm rồi. Được rồi. Nghe hết rồi em ha? Cũng ổn. Ổn. Trời ơi, quá chuẩn luôn em. Chào em. Dù gì lạ quá ta. Sao anh có mùi cơ thể? Giờ tôi mới phát hiện rồi. Hèn chi. Cái mùi này nó cũng lâu lắm phải không giặt rồi ơi. Chứ không đến nổi anh có mùi cơ thể đâu. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Rồi chào em. Bên đàn trai dễ thương lắm. Có yêu cầu gì không? Em không giỏi làm việc nhà cho lắm. Nhưng mà em thích sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng mà em không có làm. Là giao cho anh đúng không? Thì vợ chồng chia nhau làm anh. Em biết làm nhưng mà tại em không có làm thường xuyên, nhà mẹ em làm hết trơn. Bây giờ phải tập làm. Dạ cái đó chắc tập được anh. Nấu cơm, nấu nước. Dạ cái đó em biết. Rồi, giặt giũ quần áo. Bỏ vô máy giặt anh. Giũ nó cúp điện rồi sao? Cúp điện thì đợi ngày mai có điện giặt. Còn không nếu gấp quá thì giặt tay liền. Giặt được luôn đúng không? Dạ được. Không phải nói gì đâu, đàn trai người ta yên tâm chứ. Đàn trai có thuốc không anh? Có gia trưởng không? Không hút thuốc, uống bia, uống bia. Quá chuẩn mực luôn. Có gia trưởng không? Em giống ba em có nghĩa là em không có gia trưởng rồi. Được chưa? Bên đây cũng dễ thương lắm à. Thấy hợp lý đó. Được á.